Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập tiếp theo của câu chuyện Vượt giới yêu em được viết bởi tác giả An An. Ngày hôm nay Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 7 của câu chuyện này. Tiếp tục là cuộc sống, tình yêu của cô gái Thiên Lan dành cả trái tim của mình cho Hà Việt. Nhưng mà anh lại quyết định đi cưới vợ. Và câu chuyện của chúng ta tiếp tục ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An và kênh Bụi Phố bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ không để quý vị phải chờ đợi lâu, Tâm An xin mời quý vị cùng lắng nghe nội dung tập 7 của câu chuyện này. thiên lan không muốn buông tha cho hà việt cô chẳng quan tâm đến đạo đức hay là miệng đời chỉ cần tối nay được cùng anh trải qua cảm giác thăng hoa cực hạn thì nỗi nhớ nhung trong lòng của cô mới được giải tỏa bầu ngực căng tròn đong đưa tiếng ngân nga rin rì như một loại bùa mê thổi vào tai của hà việt hà việt à anh đừng kết hôn có được không chúng ta có thể sao em không biết nhưng mà anh đừng kết hôn Em cảm thấy rất khó chịu Trái tim của anh không chịu được sự ủy khuất Cùng với dáng vẻ đáng thương này của Thiên Lan Có thứ gì đó vừa rơi xuống ngực của anh Hình như là cô khóc Hà Việt không còn nghĩ ngợi được gì nhiều Anh ôm chầm lấy cô Nụ hôn như muốn đoạt mạng Cứ chằn chọc chiếm giữ đôi môi mềm mại của cô Thiên Lan bám vào vai anh Nhiệt tình đáp lại đêm nay cô trân trọng mỗi giây mỗi phút được ở bên cạnh người đàn ông này anh việt anh thích em mà có đúng không không anh nói rồi nếu như không thích em thì lúc em bị cảm anh đã không đem thuốc tới cho em nếu như không thích em anh không muốn xem tranh của em làm gì nếu như không thích em hà việt ngăn cô lại không để cô nói ra hết tâm tư của mình hai tay của Thiên Lan giữ chặt gáy của anh, cô không cho phép nụ hôn này dừng lại. Cơn mưa tình ái tưới mát hai tâm hồn khô cằn, nơi nào đó sâu thẳm bên trong cơ thể cũng được thỏa mãn, gặt gào đón nhận nguồn tinh lực dồi dào, mãn nguyện hỏi. Anh còn giận em sao? Ừm, um. em bồi thường cho anh một đêm, anh sẽ hết giận chứ? Thiên Lan à, chúng ta đêm nay anh hãy quên tất cả đi. Anh nghĩ đến mình em thôi, có được không? Em xin anh đấy. Anh phải làm gì với em đây? Anh yêu em. Yêu hết, yêu hết đêm nay thôi. Ngày mai em không bám lấy anh nữa. Lửa tình trong mắt anh được cô nhóm lên, không có giới hạn, không có mối quan hệ trên danh nghĩa nào ở đây cả. Cô chính là người con gái anh không thể quên. Còn anh chính là người mà cô không thể nào buông bỏ được dục vọng chẳng mấy chốc bành trướng bên trong cơ thể khiến cho cô choáng ngợp hà việt nâng niu cô như bảo bối hôn lên từng tức da tức thịt của cô lần này anh rất dịu dàng mỗi lần đầy hông đều khiến cho cô nức nở kêu lên thành tiếng khoai cảm sung sướng quyện lấy tất cả các giác quan trên người hà việt ra sức dỗ dành đem những tiếng nức nở nốt vào trong bụng lòng bàn tay to lớn vút ve bờ mông căng tròn đỡ lấy cô ngồi dậy tư thế này làm anh chạm đến cô sâu hơn còn thiên lan ở bên tai anh nỉ non những lời mật ngọt tựa như cổ vũ anh không ngừng chiếm lấy anh say rượu thì ít mà say cô thì nhiều sáu giờ sáng bà quyên dậy chuẩn bị bữa sáng rồi đưa khôi vĩ đi học con người giúp việc nhưng bà vẫn thích tự tay chuẩn bị mọi thứ Cánh cửa căn phòng bên tầng 3 hé mở Thiên Lan ngoái đầu Nhìn người đàn ông đang ngủ say trên giường một lần nữa Rồi lặng lẽ rời đi Có được thứ mình muốn Cô đã hứa Thì phải giữ lời Đêm qua khôi vĩ ngủ ở phòng cô Bao thức gieo nhưng thằng bé lười biếng không chịu dậy Thiên Lan gọi đến lần thứ ba Nó mới ngọ ngậy để tỉnh Rửa mặt rồi ăn sáng chú dậy chưa chị chú đang còn ngủ ăn xong chị đưa nhóc đến trường sáng nay thiên lan không muốn ở nhà nghe nói vợ sắp cưới của hà việt đến cô tự động tránh mặt ông phúc ngồi vào bàn ăn thấy hà việt chưa xuống định lên phòng gọi thì bà quyên ngăn lại tối qua chú việt uống rượu cứ để chú ấy ngủ thêm một chút vậy à thế chú ấy về mấy giờ anh đợi ở phòng khách nhưng mà có thấy đâu Hình như hơn 10 giờ một chút. Thiên Lan thấy lạ. Khi mẹ biết Hà Việt về lúc nào, điều đó có nghĩa bà cũng biết anh mua đồ ăn cho cô. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa, nhảy nhót trên tường. Lâu rồi Hà Việt mới ngủ một giấc sâu như vậy. Bên gối còn lưu lại mùi hương của Thiên Lan. Anh đưa tay muốn ôm cô, nhưng chạm phải một khoảng trống lạnh lẽo. Hà Việt nhíu mày tỉnh lại đúng lúc điện thoại anh đổ chuông. Thần thờ vài giây, Hà Việt nhìn căn phòng thiếu đi bóng dáng một người, rồi nặng nề nghe máy. Em đến nơi rồi anh à? Ờ, anh ngủ quên mất, anh xin lỗi. Bây giờ anh tới ngay. Minh Viên vui vẻ cúp điện thoại, sắp được gặp gia đình Hà Việt, cô có hơi khẩn trương. Trong lúc ở nhà ga đợi Hà Việt đến đón, Minh Viên gọi cho một người em họ ở thành phố, thông báo hôm nay mình đi thử váy cưới. Chị Viên đấy à? Ừ, chiều nay em rảnh chứ. Vâng. Sao thế chị? Chị với anh Việt đi thử váy cưới. Muốn rủ em đi cùng. Chị rất tin vào mắt thẩm mỹ của em. Chị đang ở thành phố á? Ừ, chị vừa mới xuống tàu. Đang đợi anh ấy tới đón. Vâng, thế chiều mấy giờ? Địa chỉ ở đâu chị nhắn cho em nhé. Em đang lái xe, nghe máy không tiện. Ừ, chiều gặp em nhé. 20 phút sau Hà Việt mới tới nhà ga. Minh Viên đã quen với việc chờ đợi anh nên tâm trạng rất thoải mái. Mới một ngày không gặp, nhưng không hiểu sao cô lại có cảm giác Hà Việt hơi khác lạ. Anh vẫn ga lăng sách hành lý, mở cửa xe giúp cô, nhưng ánh mắt của anh lại mang theo một sự trốn tránh mơ hồ nào đó. Em có muốn ghé ở đâu không? Biết cô có họ hàng ở thành phố, nên vừa ngồi vào xe, Hà Việt đã hỏi cô, Minh Viên lắc đầu. Em vừa mới gọi cho Thùy Anh, chiều nay con bé sẽ đi cùng với chúng ta. Anh không ngại chứ? Ừ, không sao. Em tính ngày mai đi gặp cô chú, cũng mấy năm rồi mới quay lại thành phố, sẵn tiện gửi thiệp mời cho mọi người. Anh đưa em đi. Thế tối qua anh ngủ muộn à? Anh uống rượu nên ngủ quên. Này nhá, anh đang độc thân nên em cho anh uống thỏa thích đấy cưới rồi Liệu mà biết tay em Bình thường khi cô trêu anh như vậy Anh sẽ bật cười Nhưng ngày hôm nay Gương mặt của Hà Việt lại không có chút cảm xúc nào Anh đang lái xe Nhưng tâm trạng của anh lại giống như người trên mây Minh Viên Nhìn như vậy thì nhíu mày khó hiểu Rốt cuộc là tại sao Hà Việt lại thay đổi nhanh như vậy Cô bắt đầu cảm thấy bất an Hôm nay ông Phúc không đến công ty Nghe nói vợ sắp cưới của Hà Việt sẽ đến, ông đặc biệt ở nhà đón tiếp. Bà Quyên xem qua phòng dành cho khách mà cô Lương vừa mới dọn xong. Nhìn mọi thứ gọn gàng sạch sẽ, rồi đóng cửa đi xuống. Bà chưa gặp qua cô gái mà Hà Việt sắp cưới, cũng không nghe anh nhắc đến nhiều. Lúc đó bà nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một cách duy nhất là Hà Việt kết hôn thì mọi thứ mới được yên ổn trở lại. Ông Phúc nghe lời bà nên đã gọi cho Hà Việt Nói ra mong muốn của bà Quyên. Không ngờ 6 tháng sau, anh thông báo mình kết hôn. Bà Quyên thì nhẹ nhõm như buông được gánh nặng. Nhưng bà lại cảm thấy áy náy đối với Hà Việt. Mình viên vào đến cửa, nhìn thấy hai người đang ngồi ở phòng khách. Liền mỉm cười lịch sự. Em chào anh chị. Chào cô, đi tàu hơn 3 tiếng chắc là mỏi lắm nhỉ. Dạ vâng, em tính lái xe đi, nhưng anh Việt lại không cho em đi một mình à? Chú Việt là chú ấy lo cho cô. Vâng, vậy nên em mới càng ngày càng yêu anh ý chị ạ. À. Mỗi lần đầu gặp mặt, nhưng bà Quyên rất có thiện cảm với cô gái vui tính như Minh Viên. Hy vọng cô gái này có thể giữ được trái tim của Hà Việt. Phòng của Minh Viên ở tầng 2. Sau khi chào hỏi xong, cô theo Hà Việt lên phòng. Minh Viên cảm thấy vợ chồng anh trai của Hà Việt dễ gần, Tuy tuổi tác giữa cô và bọn họ hơi chênh lệch, nhưng không vì vậy mà khó tính hay là xét nét cô. Hà Việt để đặt vali xuống, quan tâm hỏi. Em có cần nghỉ ngơi một lát không? Bình thường thì mọi người khi nào ăn cơm trưa à anh? Đợi Khôi Vĩ đi học về, chắc tầm 11 giờ. Vậy em nằm một lát nhé, nếu như em ngủ quên, anh gọi em dậy. Ừ, em ngủ đi. Thầy Hà Việt định ra khỏi phòng, Minh Viên liền gọi lại. Phòng anh ở tầng mấy? Tầng 3, phòng bên trái. Từ lúc tỉnh lại tới giờ, Hạ Việt không biết Thiên Lan đi đâu. Điện thoại cầm trên tay lưỡng lự, không nhắn tin hỏi. Tối qua và sáng nay là hai thái cực khác nhau hoàn toàn. Anh không thể phóng túng bản thân và quan tâm tới cô được nữa. Bên cạnh anh đang có Minh Viên. Anh phải làm sao đây? 11 giờ trưa Khôi Vĩ được ông Phúc đón từ trường về. Nó ném cặp sách qua một bên rồi chạy ù lên tầng 3, giọng nói trong trẻo vang lên. "Chú, chị chưa về à?" "Ừ, chưa về. Chị đi đâu con có biết không?" "Chị nói với con là tới phòng tranh mà. Thế chú không đi giúp chị à?" "Hôm nay chú bận." "Chú bận cái gì?" "Chú bận đưa cô đi thử váy cưới." Mình Viên đứng ở cửa mỉm cười thân thiện, đáp thay cho Hà Việt, đôi mắt khôi vĩ chụp xuống. Thái độ bất mãn của nó khiến nụ cười trên môi của Viên trở nên gượng gạo. Hình như thằng bé này không thích cô thì phải. Hà Việt xoa đầu khôi vĩ và nhắc nhở. Đây là cô Viên, con chào cô đi. Chào cô, ngoan lắm, con vừa đi học về à, hôm nay có được điểm 10 không? Dạ có ạ. À? Khôi vĩ giỏi quá, được khen nhưng mà mặt của nó vẫn duy trì cảm xúc xa cách minh viên cười trừ chợt nhớ đến câu nói của thằng bé cô thắc mắc hỏi chị gái khôi vĩ định mở phòng tranh anh à ừ mở phòng tranh cũng đơn giản chắc không cần phải phụ giúp gì nhiều đâu nhỉ ý tứ trong câu nói của viên không phải là hà việt không nhận ra được hôm trước anh thất hứa với cô một lần nên không thể nào thất hứa lần hai bởi vậy chuyện phòng tranh của Thiên Lan, anh đành phải bỏ qua một bên. Nhìn bức tường vừa được sơn lại, Thiên Lan hài lòng bỏ cây cọ xuống, mái tóc xoăn dài bó cao. Bên tóc mai lấm tấm mồ hôi, khiến cho gương mặt xinh đẹp, thoáng phần uể oải. Bộ vải hoa trên người có vài chỗ bị dính bẩn. Những lúc cô khom xuống, nơi cổ áo lộ ra những dấu hôn xanh tím. Mới đó mà đã 12 giờ, Thiên Lan không về nhà Cô đặt cơm trưa rồi ăn vội Còn hai bức tường nữa hôm nay phải sơn cho xong Cô hì hục làm việc Để quên đi những chuyện đang phát sinh Mãi đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên Cô mới biết Đã hết nửa buổi chiều Thiên Lan lau tay rồi nghe máy Giọng nói vang vang của Quỳnh Thi Khiến cho cô chói tai Đưa điện thoại ra xa Cậu biết tin gì chưa Hà Việt đưa một cô gái đến tiệm chị Lê Để thử váy cưới đấy Tớ đang ở chỗ chị ấy. Hồi trời đất ơi, thật không thể nào tin được, toàn là người quen. Là tớ giới thiệu Hà Việt qua đấy. Cái gì? Vậy cậu biết cô gái anh ấy sắp cưới là ai không? Cô ấy tên là Minh Viên, ở thị trấn. Tớ không nói cái đó. Cô ta là chị họ của Thủy Anh. Cả đám giáp mặt nhau rồi đây này. Quỳnh thi là bạn thân, nên đương nhiên biết những mối quan hệ trong nhà Thiên Lan. Cô cũng biết bạn mình phát sinh tình cảm oái âm với Hà Việt Vậy nên khi thấy anh cùng một cô gái khác đi thử váy cưới Quỳnh Thi liền khẩn trương gọi cho Thiên Lan Có điều hai người không ngờ tới Là cô gái tiên minh viên kia Lại là chị họ của Thủy Anh Trong phòng thử đồ Thủy Anh khoanh tay Vừa rồi nhìn thấy Hà Việt Cô ta mới biết chồng sắp cưới của chị họ mình Là người đàn ông này Có cả Quỳnh Thi ở đây không khí gượng gùng đến khó tả chị hai người quen nhau bao lâu rồi được sáu tháng sao thế thế chị biết rõ về gia đình anh ta chưa hôm nay chị mới gặp gia đình anh trai của hà việt bọn họ tiếp đãi chị rất nhiệt tình vậy chị gặp cô cháu gái của anh ta rồi chứ mình viên đang mặc bộ váy cưới trễ vai màu trắng mải lo ngắm nghía mình ở trong gương nên đáp lại hời hợt chị chưa gặp nghe đâu cô ấy nhỏ hơn chị vài tuổi thủy anh mím môi gương mặt cau có hậm hực cô ta tên là thiên lan trước kia từng có quan hệ mờ ám với với chồng sắp cưới của chị đấy em nói cái gì hai người họ chị quá nóng vội rồi nếu như hôm nay không gặp anh ta em còn tưởng chị cưới một người đàn ông nào đó trùng tên với anh ta thôi một năm trước bọn em đến bản du lịch, thuê phòng ở nhà nghỉ của Hà Việt. Trong mấy ngày ở đấy, Thiên Lan và anh ta rất thân thiết với nhau. Còn, còn qua đêm với nhau. Sau khi về thành phố, mấy tháng sau em nghe phong phanh, mẹ cô ta kết hôn. Người đó lại là anh trai của Hà Việt. Giọng nói của Thủy Anh như đóng đinh vào tai Minh Viên. Cô sững sờ, không thể tin trong gia đình đó. Lại có những gốc khuất cô chưa nhìn thấu. Thay vẻ mặt đỡ đẫn của chị họ, thúy Anh lại nói thêm, như sát muối vào tim. Mới quen biết có 6 tháng, mà chị lại vội vàng kết hôn. Đến cả gia đình anh ta cũng chưa biết hết. Chị, chị có tin là mình hạnh phúc không? Thiền là nó rất xấu xa, chị căn bản, không đấu lại nó được đâu. Nhưng anh Việt, anh ấy yêu chị, anh ấy yêu thì thế nào? cô ta vẫn hiện diện ở trong căn nhà đó hai người có thấy thoải mái hay không như em nói lúc đó hai người họ chưa có quan hệ gì bây giờ thành người một nhà chị tin anh việt biết cách xử sự ra sao quên kể với chị thiên lan bị rối loạn cảm xúc ai biết cô ta sẽ làm ra chuyện điên khùng gì chứ nhưng chị yêu anh việt chị không thể nào mất anh ấy được Thủy anh trong lòng đang còn giữ một niềm hiềm khích với Thiên Lan, vì chính quân không thích cô ta, nên cô ta mới đem mọi chuyện, mọi oán hận đổ lên đầu của Thiên Lan. Đi đâu cũng nói xấu Thiên Lan, cũng vì vậy mà Quỳnh Thi không chơi chung với cô bạn xấu tính này nữa. Bên ngoài Quỳnh Thi đang phụ chị Lê chọn đồ cho chú rể. Chú rể hôm nay có phần đặc biệt nên cô không biết chọn như thế nào. Gọi điện cho Thiên Lan xong, Quay lại nhìn thấy Hà Việt thử xong một bộ vét đen. Thái độ không hào hứng cho lắm. Nhân lúc chị em Thủy Anh chưa ra, cô mòn men lại gần và bắt chuyện. Anh còn nhớ tôi không? Tôi là bạn thân của Thiên Lan. Hà Việt gật đầu. So với cô gái lúc nãy, anh tin cô gái đang bắt chuyện với mình. Thật là giống bạn thân của Thiên Lan hơn. Hai người định bao giờ thì tổ chức đám cưới. Trong tháng này, Nhanh vậy á Anh gặp Thiên Lan rồi chứ Tôi gặp rồi Còn nhỏ đó nhiều người theo đuổi lắm Nhưng lại chẳng vừa mắt ai cả Anh kết hôn Thì nó phải nhanh chóng quen bạn trai đi thôi Anh còn nhớ cậu thanh niên tuấn tú cao giáo Đi cùng chúng tôi lần đó chứ Cậu ta mê Thiên Lan như điếu đổ Một năm nay vẫn kiên trì đợi cái gật đầu của nó Một sự bực bội từ lồng ngực truyền đến Hà Việt trầm mặc không nói gì, bên tai Quỳnh Thi vẫn nhiệt tình kể lể. Thiên Lan nó sắp mở phòng tranh, giờ này nó còn hì hục dọn dẹp bên đó, lúc nào cũng từ chối sự giúp đỡ từ người khác. Cô từ chối người khác nhưng lại chủ động mở lời muốn anh qua giúp. Nghĩ tới đó tâm tình Hà Việt mới dịu lại, anh ngẩng đầu lên định hỏi gì đó thì Minh Viên nhấc váy bước ra, nụ cười không còn tươi tắn như khi nãy. Anh ơi, anh thấy bộ váy này thế nào? Rất đẹp. Anh nghe xong, khen một câu như vậy. Thủy Anh thở hắt ra, thái độ hoạch khỏe, chất vấn. Anh không khen được một câu thật lòng à? Này, cậu vô lý vừa thôi, anh ấy chẳng vừa khen đẹp còn gì. Chê xấu, cậu sẽ vui hơn à? Mình viên khó xử kéo tay em họ, nhưng bản tính Thủy Anh háo thắng, Trừng mắt lên cãi. Này nhá, cách kiểu khen hời hợt như thế, thà anh ta chê còn hơn. Nãy giờ chị viên thử mấy bộ rồi, bộ nào cũng khen một kiểu, chả có thành ý gì. Chị họ của cậu, không lên tiếng thì thôi. Còn cậu, cậu khó chịu làm gì? Này, cậu... Người trong cuộc còn chưa nói gì, thì hai cô gái kia đã ẩm ý một trận. Từng chơi thân với nhau, nhưng khi hiểu rõ tính cách của nhau, thật sự là khó ưa hai cô gái này ghét nhau ra mặt thiên lan không biết lần đi thử vai cưới đầu tiên của hà việt lại náo nhiệt như vậy lúc cô về thì thấy một cô gái đang ngồi trong phòng khách nói chuyện với mẹ mình đoàn chừng là vợ sắp cưới của hà việt minh viên dùng ánh mắt xa lạ để quan sát thiên lan em họ nói cô gái này rất ghê gớm thoạt nhìn dáng vẻ xinh đẹp kia cũng đủ khiến minh viên cảm thấy có chút tự ti nhưng cô ta nhanh chóng lấy lại tinh thần dù sao hai người họ cũng là quá khứ người hà việt sắp kết hôn là cô cơ mà đây là minh viên vợ sắp cưới của chú việt bà quyên mỉm cười giới thiệu thiên lan gật đầu đáp lại chào chị phải gọi bằng cô chứ gọi chị không đúng lắm nhỉ biểu cảm trên mặt bà quyên bỗng thay đổi thái độ minh viên dành cho con gái của bà khác hẳn những người còn lại chả nhẽ cô đã biết được gì rồi nên mới nhắc khéo thiên lan như vậy sao khôi vĩ đâu rồi mẹ nó chờ với chú việt trên phòng con tắm đi rồi xuống ăn cơm vâng ạ à? thấy thiên lan lơ mình mình viên càng để bụng mấy lời nhắc nhở của em họ cảm giác chán ghét nhanh chóng xuất hiện thiên lan chạm tay vào chút cửa rồi khựng lại ánh mắt của cô nhìn sang căn phòng đối diện Hôm nay anh đi thử đồ cưới Không biết dáng vẻ khi mặc áo vét của anh Đẹp đến mức nào Thiên Lan đắn đo rồi quyết định Gõ cửa phòng anh Chị, chị về rồi à Hà Việt vừa mở cửa xong Khôi Vĩ phân khích reo lên Cô biến mất cả ngày hôm nay Bây giờ mới chịu về Hà Việt chủ động đứng qua một bên Để cho cô bước vào Chỉ mấy bước chân Thiên Lan đã nghe anh lên tiếng Tóc cô dính cái gì đấy? Sao cơ? Có dính cái gì hả? Trên tóc cô dính một màng gì đó màu trắng. Hạ biệt nhíu mày gỡ ra. Khoe môi của anh nhếch lên. Quét sơn lên cả đầu à? Dính có nhiều không? Cũng tạm. Gội đầu có sạch được không nhỏ? Chú gội cho chị đi chú. Chị lười lắm. Khôi vĩ đột nhiên nói. Làm thiên lan đỏ mặt. Hai người đang đứng rất gần nhau. Hơi thở của Hà Việt cứ quần quanh sau gáy của cô, nhột nhạt, khiến Thiên Lan rùng mình. Tay anh chạm lên tóc của cô, vẫn chưa bỏ xuống. Nhìn bộ váy dính sơn lấm bẩn, anh nhíu mày. Chắc hẳn hôm nay cô rất bận, một mình sơn sửa lại mọi thứ, đến giờ này mới về. Hà Việt hắng giọng hỏi. Tự gọi có được không? Được chứ. Cả hai lúng túng tách ra, khôi vĩ trời lắp ráp say xưa, không quan tâm những người xung quanh đang làm gì. Điện thoại trong túi sách của cô đổ chuông. Lúc cô lấy ra, Hà Việt hiếu kỳ nhìn vào màn hình. Chính quân. Hôm nay anh nghe cô bạn thân của Thiên Lan nói về cái tên này. Chẳng phải đây là người theo đuổi cô suốt mấy năm nay sao? Ánh mắt của anh thoáng một tia ganh tị. Hà Việt đi đến chỗ khôi vĩ đang chơi và ngồi xuống. Nghiêm túc đợi xem Thiên Lan sẽ nhận cuộc gọi này như thế nào? Nhưng ngoài dự đoán, sau ba hồi chuông cô tắt máy, bỏ điện thoại vào túi sách và nói luôn: Khôi Vĩ này, sắp ăn cơm rồi, cất đồ chơi đi. Dạ vâng. Thằng bé đang chơi hằng say, nhưng nghe cô nói như vậy, liền ngoan ngoãn đem đồ chơi cất vào trong túi. Anh Việt, đưa Khôi Vĩ xuống ăn cơm thôi. Minh Viên xuất hiện ở cửa, nhìn thấy Thiên Lan không về phòng mà có mặt ở đây, những ngón tay giấu sau tà váy siết chặt vào nhau. Con muốn đợi chị. Chúng ta xuống nhà đợi nhé, chị còn tắm lâu lắm. Mọi người cứ ăn đi, tôi có hẹn với bạn rồi. Vậy chúng ta không cần chờ nữa, nào anh Việt, đi thôi. Ừ. Bình viện không muốn nhìn thấy Hà Việt cùng với cô gái kia ở chung một chỗ, cô phải quản thật chặt, không thể nào để Thiên Lan có cơ hội quyến rũ chồng sắp cưới của mình. Trong mắt của Viên hiện tại, Thiên Lan chẳng khác nào cây gai. Không nhìn thấy thì thôi, đã nhìn thấy thì trướng mắt. Thiên Lan về phòng, cô tắm hơn một giờ, mới tẩy sạch hết, màng sơn dính trên tóc. Tắm xong bụng cô cũng đến giờ réo in ỏi. Thiên Lan thay bộ váy đơn giản, rồi đi ra ngoài. Mọi người đều tập trung ở phòng khách để xem tivi. Tiếng nói chuyện cười đùa vui vẻ khiến cô chạnh lòng hà việt ngồi một góc không buồn lên tiếng ánh mắt của anh hướng lên cầu thang lúc cô bước xuống ánh mắt cả hai người vô tình giao nhau nếu không có ai ở đó cô chỉ muốn xà vào lòng của anh vô lý đòi hỏi anh phải yêu thương mình tiếc là bây giờ muốn nhìn anh lâu hơn một chút thôi cô cũng không còn cơ hội con đi chơi với quỳnh thi à dạ vâng vậy thì về sớm nha đừng có đến quán bà uống rượu đấy Thiên Lan đâu phải là con nít chị quản con bé như thế là chặt quá rồi gặp gỡ bạn bè giao du nhiều thì mới quen bạn trai chứ có đúng không Thiên Lan Quỳnh Thi đến rồi con xin phép lần thứ hai bị Thiên Lan phốt lờ Minh Viên không còn cười gượng được nữa bà quyền nhanh chóng bắt chuyện để cô ta không phải khó chịu nhưng Minh Viên làm sao có thể mỉm cười cho qua nhất là sau khi biết thiên lan từng có ý với hà việt quỳnh thi đậu xe trước cổng định gọi điện thì thấy thiên lan từ trong bước ra đợi cô ngồi vào liền trêu ghẹo cô tối qua tớ hẹn cậu bảo cậu không đi cơ mà hay là ở nhà ngột ngạt quá ừ cậu không biết lúc ở tiệm tớ với thủy anh ấy đấu khẩu quyết liệt thế nào đâu chỉ họ cậu tao khó chịu ra mặt chỉ tội cho anh việt làm chú rể mà chẳng thấy vui vẻ gì còn cái con thủy anh ấy đúng là đáng ghét nó đặt điều nói xấu cậu không ít chính quân ấy cũng cạch mặt nó luôn rồi những gì cô ta nói không hẳn là sai tớ là người xấu xa thật mà cái gì cậu lại bị làm sao đấy tớ là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của hà việt đừng nói cậu và anh ấy tớ chủ động quyến rũ anh ấy anh ấy không có lỗi gì là do tớ ích kỷ Tớ không cam lòng Chết tuyệt Chuyện chuyện phát sinh khi nào Tối hôm qua Quỳnh Thi nghe xong há hốc miệng Hai người này không gặp nhau thì thôi Đã gặp nhau thì lại có chuyện Cô biết Thiên Lan yêu Hà Việt Nhưng nếu anh sắp cưới một người khác Thì có bị quyến rũ Cũng không nên đáp lại chứ Đằng này Quỳnh Thi chỉ biết thờ dài bất lực Này hay là cậu dọn ra ngoài sống đi như vậy có quên được anh ấy không không quên được thì cậu phải quên đi chứ người ta sắp kết hôn rồi cậu muốn làm người thứ ba cả đời à với lại hai người đâu phải mối quan hệ bình thường nếu để ai biết danh tiếng của mẹ cậu cũng bị ảnh hưởng đấy trừ khi bà ấy và ông phúc ly hôn thì hai người mới có cơ hội mẹ tớ đang mang thai cái gì đến tuổi này rồi còn mang thai á thì khối vĩ Nó có phản ứng gì không Nó giận ông Phúc mấy hôm nay Nên Hà Việt mới về dỗ dành nó Thế còn mẹ cậu Nó không giận à Không Quái lạ nhỉ Chuyện gia đình của Thiên Lan dối như tơ vò Giờ này bà Quyên còn mang thai Cơ hội của Thiên Lan và Hà Việt Dần như chấm dứt Quỳnh Thi vỗ vai Thiên Lan Chép miệng Đi lấp đầy bụng trước Tối nay theo tớ đến một nơi, đá bay cái người đàn ông đó ra khỏi tim đi. Biến hết, biến hết khỏi cuộc đời. Có một nơi như vậy thật sao? Có chứ. Thiền Lan không có nhà nên khôi vĩ đem bài tập qua phòng của Hà Việt. Minh Viên cứ kè kè bên cạnh khiến cho thằng bé không được thoải mái. Em gọi cho cô Hương rồi, trưa mai chúng ta qua nhà cô ấy ăn bữa cơm rồi về anh nhé. Ừ. Chú, chú về thật à? Chú không ở lại thêm vài ngày à? Chú ở với con mấy ngày rồi mà. Đúng rồi đấy, phải trả chú lại cho cô chứ. Minh Viên xoa đầu thằng bé, nhưng bị nó né tránh. Chỉ khi Hà Việt nhắc nhở, nó mới thôi tỏ thái độ với cô. Dạy xong bài tập khôi vĩ về phòng. Tối nay nó không bám dính lấy Hà Việt nữa. Khi chỉ còn hai người, Minh Viên ngồi trên giường, nghiêm túc nói chuyện anh có nhận thấy tính cách của thằng bé này rất giống với thiên lan không ý của em không phải là em mỉa mai cô ấy nhưng thiên lan chẳng lịch sự chút nào lúc nãy anh thấy rồi đấy khôi vĩ còn nhỏ nó ở chung với cô ấy như vậy em sợ thằng bé lại học theo thiên lan không cố tình phớt lờ em đâu hà việt em không nói oan cho ai bao giờ anh còn bênh vực cô ấy được sao Thiền làm thuộc kiểu người lười giải thích Cũng chẳng thân thiện vui tính như minh viên Cô thu mình trong lớp vò bọc tự tạo Phải dành thời gian tìm hiểu quan tâm Mới chạm đến được trái tim của cô Hà Việt cũng dần bị nhiễm Cái tính khí dở dở ương ương đó Anh không giải thích cho hành động Bênh vực của mình vừa rồi Minh viên hụt hẫng lên tiếng Anh Việt này Anh có đang nghiêm túc với em không? Anh xin lỗi em không cần lời xin lỗi hà việt à chỉ còn mấy tuần nữa thôi chúng ta kết hôn rồi em không quan tâm trước kia anh như thế nào nhưng mà hiện tại anh là bạn trai của em anh nên quan tâm đến cảm nhận của em mới đúng minh viên ôm lấy anh từ phía sau cô cảm nhận được cơ thể của anh cứng ngắc trước sự động chạm thân mật này bàn tay nhỏ nhắn gấp gáp tìm cách cởi chiếc áo thun trên người của anh xuống sự nhiệt tình của minh viên lại làm cho anh lạnh nhạt anh đầy nhẹ cô ra em về phòng nghỉ đi ngày mai chúng ta còn phải về đi đường mệt lắm đấy anh anh không giữ em lại sao chúng ta chưa kết hôn anh không muốn để em thiệt thòi vâng ạ à. sự tử tế đó như nhắc nhở minh viên không vượt quá giới hạn dù cô có tự nguyện chịu thiệt thì chắc gì hà việt đã đồng ý sau hôm nay, có một số việc cô đã mơ hồ nhận ra. Đúng như Thủy Anh nói, sau tháng là quá ngắn để hiểu hết về một người đàn ông. hà Việt nhìn điện thoại, đã qua 11 giờ đêm, dưới chân anh dài đầy tàn thuốc. Đến khi trước cánh cổng có ánh đèn xe nhấp nháy, anh mới nặng nề thở hắt ra. Thiền Lan bị mẹ giáo huấn một trận trước khi lên phòng. Cô uống hơi nhiều, đầu óc mông lung, chẳng nghe lọt tai câu gì. Tử lượng của Quỳnh Thi khá hơn nên còn lái xe được. Bà Quyên bảo cô ở lại ngủ cùng, nhưng Quỳnh Thi lại muốn về. Sao lại uống rượu chứ? Trong bóng tối, giọng nói trầm ấm của Hà Việt khiến trái tim của Thiên Lan mềm nhũn. Cô loay hoay mở cửa nhưng không được. Anh giúp cô vặn chốt. Cửa vờ đóng lại, Thiên Lan đã ôm chầm lấy thân thể cao lớn của anh gương mặt ửng hồng cọ vào chiếc áo thun mềm mại. Đứng cho đàng hoàng vào. Em mệt lắm. Mệt tại sao còn uống rượu chứ? Nếu như không uống, em lại nghĩ về anh. Cô từ trong ngực anh ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn như pha ly, mang theo sự ướt át. Sáng vẻ yếu đuối mềm mại đó khiến cho Hà Việt mùi lòng. Anh thở dài ân cần, vuốt ve gương mặt đang nhăn nhó. Động tác dịu dàng làm Thiên Lan cảm thấy thoải mái, mỉm cười. Như một chú mèo nhỏ đem gò má cọ cọ vào lòng bàn tay của anh. Em say rồi đấy. Vâng. Em ngủ đi. Khi nào thì anh về. Sáng mai. Anh đừng đi. Anh đừng đi mà. Anh thổn thức hôn lên chán cô Sáng vẻ khi say của cô mới bộc lộ hết thứ tình cảm mà cô dành cho anh cũng đủ khiến cho anh đau lòng. Cô khóc, tiếng khóc nước nở vang lên rất khẽ như đang rất kìm nén. Hạ Việt luống cuống lau nước mắt cho cô, ân cần dặn dò cô. Quên anh đi, hãy tìm một người đàn ông tốt hơn anh, xứng đáng hơn anh mà yêu. Anh không thể che chở bảo vệ cho em được. Anh xin lỗi nếu như cả đời này em không tìm được một người như anh nói thì sao đây em sẽ tìm được vậy thì anh trả lại nơi này cho em đi thiên lan nắm tay của anh đặt lên ngực trái của mình nơi đó bị anh lấy mất một thứ hà việt mím môi đứng giữa lý trí và cảm xúc anh đang đấu tranh quyết liệt nếu anh nói cùng cô đợi chờ liệu thiên lan có đồng ý không Đợi đến khi nào Hai người không còn mối quan hệ chết tiệt này ràng buộc nữa Anh sẽ đường đường chính chính yêu thương cô Nhưng mà phải đợi đến bao giờ đây Anh lấy cái gì để đảm bảo cho tuổi xuân của cô Hà Việt tự đặt ra một câu hỏi khó Một giọt nước mắt to tròn nóng hồi Rơi trên cánh tay của anh Trái tim của anh Cũng như rơi theo Anh ôm lấy cô dỗ dành. Thiên Lan, Em đừng khóc nữa, có được không? Anh sẽ đau lòng sao? Ừ. Anh nói dối. Anh nói dối em. Nếu như anh đau lòng, tại sao anh không ôm em? Tại sao không hôn em chứ? Như vậy được chưa nào? Anh hôn lên cánh môi e ấp, nỗ hôn nhẹ nhàng đáp xuống rồi rời đi. Một khi đã chạm vào cô gái này, anh biết mình đang đùa với lửa. Thiên Lan kiệng chân, đem môi mềm áp đảo anh dục vọng được đốt cháy trong nháy mắt hà việt đưa tay đỡ sau gáy của cô nụ hôn với nhiều cảm xúc chất chứa như khiến cả hai nghẹt thở hai má thiên lan đỏ bừng đầu lưỡi không ngừng vươn ra cuốn lấy anh cánh tay gấp gáp lần mò vào quần dài nắm lấy thứ nóng như lửa trên cơ thể của anh anh cho em đi giây phút này anh từ chối mà cô sẽ dừng lại sao câu trả lời là không thể hà việt chạm vào công tắc trong phòng bỗng chốc tối om khao khát cháy bỏng trong cơ thể anh cũng được giải phóng chỉ cần ba bước hà việt đã ôm chầm lấy cô ngã lên giường bộ váy trên người cô nhanh chóng được cởi bỏ da thịt trần trụi tiếp xúc là phương thức khơi mào ham muốn nhanh nhất cô không chịu nằm im cởi phăng chiếc áo thun của hà việt ném xuống đất rồi ghì chặt lấy bờ vai vững chãi của anh. Cô sợ cảm giác mông lung không nhìn thấy anh, sợ thứ hạnh phúc này biến mất như một giấc mơ. Cô là người không giữ lời hứa, dã tâm chiếm lấy anh, làm của riêng mình, chưa bao giờ cô muốn từ bỏ. Những nụ hôn liên tiếp rơi xuống cổ, thẳng tiến một đường xuống ngực rồi chạm đến một nơi sâu hơn. Thiên Lan cống eo, toàn thân như bị điện giật, không nghĩ hà việt lại hôn lên nơi đó của cô bên trong cơ thể như có hàng ngàn ngọn lửa đang được đốt cháy tha thiết khẩn cầu được anh tưới mát tay của cô luồn vào mái tóc cắt ngắn của hà việt khóe môi mỉm cười thẹn thùng hà việt à em muốn tiếng rên rỉ của cô là thứ âm thanh êm ái nhất khiến anh từng nghe qua không thể nhịn được mà muốn giày vò cô đến khi cô kiệt sức. Sau này, em không được về khuya. Ừ, uống rượu ít, em sẽ uống ít. Qua đêm này, em phải quên anh. Em... em sẽ cố gắng. Cô nghe lời như vậy, anh cũng yên tâm. Trong phòng không bật điện, nên gương mặt giàn ruộng nước mắt của cô, anh không thể nào nhìn thấy được. Cô chỉ còn giữ anh bên cạnh vài tiếng đồng hồ nữa thôi, nên cô không muốn lãng phí. Hạ Việt cũng đang trân trọng từng giây từng phút, đợi cô đủ thoải mái, anh mới đem chính mình chôn vùi bên trong sự ấm áp của cô. Nơi đó gắt gao, hút chặt lấy anh, không cho phép anh rời đi. Anh Việt, anh đã từng trải qua cảm giác này với cô gái nào chưa? chưa từng. Thiên Lan đang còn đủ tỉnh táo để hỏi anh câu đó, nhưng chỉ trong chốc lát, thần trí của cô bị những cơn sóng tình dập dìu thả trôi đến một nơi xa lạ. Khoai cảm lũ lượt kéo tới như vũ bão, đem thân thể xinh đẹp nhấn chìm trong cơn mộng hoan ái. Hạ Việt thay đổi tư thế để cô ngồi lên người anh song ruổi. Anh thích cô chủ động, còn mình thì bận rộn mơn trớn, hai khối mềm mại đong đưa, theo động tác của cô. Anh không muốn ngừng lại, chỉ ước cùng cô kéo dài sự sung sướng này mãi mãi. Đêm nay Thiên Lan được thỏa mãn, cả về thể xác và tinh thần. Cô và Hà Việt trải qua cao trào không biết bao nhiêu lần. Mỗi một lần như vậy, cả hai đều đạt đến đỉnh thăng hoa cao nhất. Tới giường ngủ cửa sổ, cho đến nhà vệ sinh, nơi nào cũng lưu lại những dấu ấn đặc biệt. Căn phòng ngập tràn mùi hoan ái, tiếng riêng gì cũng dừng lại, chỉ còn hơi thở đều đều vang lên. Nhìn cô gái mềm oặt đang nằm trong ngực mình. Hà Việt, đang còn tham lam, chưa chịu rời khỏi người cô. Giờ này thiên lan không còn sức để cầu xin anh. Cô hỏi trong mơ màng. Anh có nhớ em không? Cô không đợi được câu trả lời đã thiếp đi, Hà Việt cười khổ nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt đang khép lại của cô anh chưa từng quên em lúc thiên lan tỉnh dậy hà việt đã rời đi cô soi mình trong gương cơ thể còn lưu lại dấu hôn của anh rất chân thật sự việc phát sinh tối qua không phải là một giấc mơ anh đã yêu cô bằng tất cả những thứ gì dịu dàng nhất thiên lan mỉm cười nụ cười thê lương buồn bã không có anh cuộc sống này vẫn lặng lẽ tiếp diễn cô thay quần áo rồi xuống dưới nhà bắt gặp hình ảnh mẹ tiễn ông phúc đi làm sau khi bố mất thiên lan chưa từng hỏi hạnh phúc của mẹ là gì có lẽ là ông phúc là đứa bé đang lớn lên từng ngày trong bụng mẹ hoặc có thể đó là cô con định đi đâu sao vâng con đến phòng tranh mẹ ạ ăn sáng rồi hãy đi bà quyền theo con gái vào bếp chuyện tối qua thiên lan uống say bà không nhắc lại bà ân cần nói chuyện với cô trông con gầy hơn thì phải đợi qua đợt này chúng ta đi du lịch một chuyến nhé mẹ có thể đi cùng với con sao ạ à? ánh mắt thiên lan dừng ở bụng bà quyên bà quyên mất con gái chưa biết bà không hề mang thai chuyện này trước sau gì thiên lan cũng phát hiện nhưng tạm thời chưa phải là lúc đợi hà việt kết hôn xong bà sẽ nói ra sự thật Thầy mẹ lúng túng thiên lan truyền đề tài mẹ đưa khôi vĩ đi học hay là dượng ạ à? chú việt đưa nó đi chưa mẹ qua đón trước khi bà quyên không biết hà việt nói gì với khôi vĩ nó không làm mình làm mầy với ông phúc nữa ăn sáng xong thằng bé ngoan ngoãn chào bố rồi đi học công việc của thiên lan diễn ra rất thuận lợi Phòng tranh về cơ bản đã hoàn thiện xong, còn thiếu vài vật dụng trang trí, sáng nay cô tự mình đi mua. Thiên Lan có thói quen chọn đồ rất kỹ nên mất khá nhiều thời gian. Cô đứng trước bộ ghế sofa màu xanh đậm, ngắm nghĩa một hồi lâu, sau đó mới quyết định có nên mua hay không. Nữ nhân viên trong cửa hàng rất kiên nhẫn, giới thiệu qua sản phẩm xong vẫn duy trì một nụ cười lịch sự, đợi vị khách kỹ tính này lên tiếng em muốn mua bộ ghế sofa đó. Không phải trong nhà đã có rồi sao? Màu sắc không hợp, đổi đi à? Không ít tiền đâu. Anh quên, em đang mang thai con của ai à? Bây giờ chúng ta chỉ cần hưởng thụ thôi. Không muốn nghe lén nhưng cuộc trò chuyện của một đôi nam nữ lại lọt vào tai của Thiên Lan, trên gương mặt xinh đẹp nhất là nụ cười khinh bỉ nhạt nhẽo. Mỹ Hoa khoanh tay, không quan trọng việc ai tới trước hay tới sau chỉ vào bộ bàn ghế sofa, vinh mặt và nói: tôi lấy bộ này. dạ vâng, anh chị đợi một chút, mẫu này cửa hàng bên em chỉ còn một bộ duy nhất. cô dài dòng quá, không muốn bán có đúng không? khách muốn mua, lại bắt khách phải đợi sao? mong chị thông cảm, chị này tới trước nên tới trước thì sao? cô ta có nói là mua đâu? nói xong mỹ hoa thản nhiên ngồi phịch xuống ghế nhún nhún vài cái để thử độ êm, rồi gật đầu nói với người đàn ông đi cùng. Được đấy. Tình huống khó xử khiến nữ nhân viên kia nhìn Thiên Lan ái ngại. Chị ơi, chị có ưng ý mẫu này không ạ? À? Bận rồi, tôi không mua nữa. Mấy thứ còn lại nhờ cô gửi đến giúp tôi. Địa chỉ này nhé. Dạ vâng. Này cô kia, cô vừa nói cái gì bẩn? Thiên Lan vừa xoay người thì bị một cánh tay níu kéo cô lại. Mỹ Hoa hằn học như thế, ai vừa chọc đến lòng tự ái của cô ta. Hai mắt trừng trừng gắt gỏng. Thiên Lan dừng bước, biểu cảm lạnh nhạt và nhắc lại. Bỏ tay ra. Cô nói năng cho lịch sự. Tôi làm gì cô? Mà cô dám chê tôi bẩn chứ? Đằng kia có gương đấy. Cô tự soi lại mình đi. Này, cô... Tay của Mỹ Hoa bị hất ra, Cô ta loạn choạng muốn té ngã. May là có người đàn ông đi cùng đỡ lấy. Đứa bé trong bụng cô ta là con rùa vàng, phải hết mực nâng niu bảo vệ nó. Vậy nên hành động vừa rồi của Thiên Lan khiến cô ta rất tức giận. Cô ta cố tình làm lớn chuyện. Đau quá! Đánh người! Cô ta đánh một phụ nữ mang thai đi này! Chị có sao không ạ? À? Cô thấy rõ ràng có đúng không? Cô ta đẩy tôi! Cô muốn bị đánh thật à? Có đúng không? Mỹ Hòa trợn mắt, người đàn ông đi cùng cô ta hung dữ sấn tới, lớn tiếng và bênh vực. Này nhá, cô đẩy bạn gái của tôi, giờ lại còn dám đe dọa. Cô có tin, tôi kiện cô, đi ra tòa không? Ở đây có camera, hai người muốn diễn trò, thì nên chọn một góc nào đó khuất một tí chứ. Cô, cô được lắm, cô nhớ lấy mặt của tôi. Đôi cò với những người giống như bọn họ, đúng thật là lãng phí thời gian. Thiên Lan cười nhạt rời đi. Buổi trưa bà Quyên gọi điện bà con gái về nhà ăn cơm. Chỉ có bà và Khôi Vĩ, nên buồn lắm. Thằng bé thay bộ quần áo ở trường ra, ngồi xem TV ở trong phòng khách để đợi Thiên Lan về. Hôm nay cô giúp việc xin nghỉ, nên bà Quyên lục đục dọn cơm trong bếp. Tiếng chuông ngoài cổng vang lên, kèm theo giọng nói của Khôi Vĩ. Ai tới ạ? À? à để gì ra xem thử bà quyền từ trong bếp mỉm cười thiên lan có chìa khóa ông phúc thì đi công tác không biết giờ này ai lại đến đây chào chị mỹ hoa mặt dày tìm đến tận nhà chẳng là hôm nay cô ta nằng nặc đòi mua bộ ghế sofa ngốn hết một mớ tiền chưa đầy một tuần tài khoản chu cấp mà ông phúc đưa đã tiêu hết sạch cả ngày hôm nay mỹ hoa gọi cho ông phúc không được nên đánh liều đến tận đây bà quyên thừa biết cô ta không dễ gì nhận tiền rồi ngoan ngoãn đợi đến ngày sinh anh phúc chưa về à chị chưa về vậy em vào nhà đợi anh ấy nhé hôm nay em đi khám thai muốn đưa kết quả siêu âm cho anh ấy xem có cái gì cô cứ đưa cho tôi sao lại thế đây là con của anh phúc mà chị là người ngoài không nên biết với lại nó đâu có ý nghĩa như thế nào đối với chị chứ mà nắng thế này em đứng một hồi lại mệt. Chị mở cổng cho em. Bà Quyên không có ý định cho cô ta vào nhà. Đang muốn tìm cách đuổi cô ta về thì thấy xe của Thiên Lan chậm chậm dừng lại. Sắc mặt liền trở nên khó coi. Mỹ Hòa cứ tưởng là ông Phúc khóe môi nở ra một nụ cười đắc ý. Nhìn người phụ nữ vừa rồi gây sự với cô ở cửa hàng nội thất lại đang đứng trước cổng nhà cô. Thiên Lan hiếu kỳ không biết tại sao cô ta lại có mặt ở đây. Cô đi về đi. Anh Phúc đi công tác rồi. Hôm khác cô hãng đến. Mỹ Hòa bỏ ngoài tai lời hối thúc của bà Quyên. Cô ta vinh váo, lấy ra sẵn tờ kết quả siêu âm, cầm trên tay mình. Bà Quyên đành phải mở cổng cho con gái chạy xe vào. Mỹ Hòa cũng ung dung bước qua cánh cổng, mà cô ta hằng mơ ước. Nhưng khi nhìn thấy Thiên Lan mở cửa xe bước xuống, cô ta trợn tròn mắt, biểu cảm ngạc nhiên đến khó tin. Là cô Sao lại là cô Vì đây là nhà của tôi Cô Cô là con gái của bà ta Thì sao Hóa ra là như vậy Ăn nhờ ở đậu nhà người khác Mà còn tỏ vẻ Cô nên biết trường biết mực Cô đi về đi Kìa chị Em nói có chỗ nào sai đâu Chị kết hôn còn đưa theo con gái tới đây như vậy Chẳng phải là vì nhòm ngó tài sản của anh Phúc sao Em nói nhá, là phụ nữ với nhau. Em nhìn chị cũng thấy chán, huống gì là anh Phúc. Chị nên biết thân biết phận, mà ngậm cái miệng lại đi. Đợi em sinh xong, em sẽ cho chị đứa nhỏ này. Chát chát, âm thanh thầm thúy vang lên. Mỹ Hoa ôm một bên má sững sờ và ấp úng. Nếu như bà Quyên không cản lại, Thiền Lan nhất định đánh cho cô ta thêm vài cái. Mày! Người nên câm mồm là cô, đồ bẩn thỉu. Mày dám đánh tao Tao đang mang thai con của anh Phúc Nếu như đứa nhỏ này có mệnh hệ gì Anh ấy sẽ tống cổ hai mẹ con mày ra ngoài đường Thiên Lan nhìn mẹ Sự im lặng của bà ấy khiến cho cô cực kỳ khó chịu Hà cớ gì phải lừa dối cô Trong khi bản thân không hề mang thai chứ Cô thất vọng về mẹ Thất vọng về ông Phúc So với khối vĩ Phản ứng của cô lại càng quyết liệt hơn nhiều Kìa Thiên Lan Đừng mà con mày muốn làm cái gì bị hòa lúng túng lùi về sau cô áo cô ta bị thiên lan túm lấy bên má còn in năm dấu tay rõ ràng dáng vẻ ngông cuồng vừa rồi cũng hoàn toàn biến mất cô mang thai con của ai tôi mặc kệ nhưng mà động đến mẹ của tôi tôi không để yên đâu con con điên này mày bỏ tay tao ra chị thấy dáng vẻ hung dữ của thiên lan khôi vĩ không hề sợ sệt mà chạy tới ôm lấy chân của cô thằng bé luôn là người đem cảm xúc lên đến đỉnh điểm của cô về lại lúc ban đầu tiếng gọi chị đầy ngọt ngào ấy là chất xúc tác khiến cô bình tĩnh trở lại mỹ hòa ôm ngực cô ta không ngờ con gái bà quên lại nóng tính như vậy nhưng vì thể diện của bản thân cô ta gân cổ lên và khích tướng mày chẳng làm được trò trống gì đâu mày cứ đợi mà xem cô ta hậm hực nhặt tờ kết quả siêu âm dưới đất cất vào trong túi sách sau đó bỏ về cứ nghĩ hôm nay sẽ kiếm được chút đỉnh nhưng lại ôm lấy cục tức bởi vì không có đồng nào trong phòng khách rộng lớn bà quyên ảo não ngồi xuống thiền làn và khôi vĩ im lặng ngồi ở ghế đối diện đến nước này rồi không giấu được con gái nữa nên bà quyên đành phải nói rõ ngọn ngành câu chuyện cô ta là thư ký của dượng con hôm đó hai người đi công tác ở tỉnh dượng con uống say nên là lý do của ông ấy không bao giờ bao biện được việc bản thân của ông ấy đã ngoại tình là đàn ông chút bản lĩnh kìm nén còn không có thì có cái gì tốt đẹp hả mẹ nhưng mà ai cũng có lúc phải mắc sai lầm mà con dượng con hứa là bù đắp cho cô ta thế nhưng nhưng cái gì còn mẹ thì sao ông ấy bù đắp cho mẹ kiểu gì mẹ yêu ông ta đến mức chấp nhận tha thứ cho việc ngoại tình sao càm chịu để một người đáng tuổi con gái của mình lên mặt sao rốt cuộc là mẹ có nghĩ tới bản thân của mẹ hay không mẹ có tội gì mà mẹ phải chịu như vậy chứ nếu như mẹ nói là vì con liệu con có tin mẹ không <laughs> nếu là vì con ấy chúng ta nên rời khỏi ngôi nhà này Mẹ có thể vờ như không biết những gì Nhưng mà con thì không thể Chị Chị bỏ rơi em à Chị đừng đi mà Chị đừng bỏ em Chị Thiên Lan sững sờ Khôi vĩ nhào vào lòng cô và khóc ngon lành Nó ôm chặt Thiên Lan Cánh tay bụ bẫm bám giết lên cổ Khiến cho cô bị đau Nhưng đau nhất Vẫn là nơi không thể nào đau hơn được nữa Cô không thể nào bỏ rơi nó Bà Quyền rơm rơm nước mắt trước thái độ của Khôi Vĩ. Từ bao giờ thằng bé lại quý Thiên Lan đến mức chính bà cũng không ngờ tới. Nào, em nín đi. Em mà khóc là chị giận đấy. Tiếng thu thít trong ngực cô nhỏ dần, Thiên Lan nặng nề thở dài. Dù không muốn, nhưng cô phải tỏ ra lạnh nhạt. Chị không muốn ở đây nữa. Chị giận bố. Ừ. Em cũng giận bố, chị ơi chị cho em theo với không được đây là nhà của nhóc chị không có quyền đưa nhóc đi chị cũng giống như chú chị không còn thương không còn thương khôi vĩ thằng bé bật khóc và ấm ức rời khỏi người cô mang theo gương mặt đầy nước mắt chạy lên lầu bà quyền định an ủi thằng bé nhưng bị câu nói của con gái làm cho bà trùn bước mẹ à mẹ cô đồng ý cùng con rời khỏi đây không chỉ cần con thấy thoải mái mẹ đồng ý thiên lan à bà quyên rất sợ đem đến tổn thương cho thiên lan một lần nữa lời hứa với ông phúc có lẽ bà không thực hiện được sự xuất hiện của mỹ hoa đã khiến căn nhà vốn đang yên bình bỗng chốc nổi sóng vì con gái bà quyên sẵn sàng làm mọi thứ Trước kia bà cứ nghĩ thứ mà Thiên Lan cần là một gia đình hoàn chỉnh. Bố con ông Phúc chính là những mảnh ghép còn thiếu, nên mới cố gắng vun vén. Bây giờ bà mới nhận ra, khi những mảnh ghép cuối cùng được hoàn thiện, con gái của bà vẫn không thể nào vui vẻ. Ông Phúc nhận được điện thoại của bà Quyên, liền dòi chuyến công tác tức tốc về nhà. Đến nơi trời sầm tối, bản thân ông tự nhận mình là một kẻ ích kỷ, đã ngoại tình còn muốn mẹ con bái phải tha thứ sai lầm mà ông phạm phải không thể nào cứu vãn nhất là dây dưa với loại phụ nữ điêu ngoa như mỹ hoa cứ tưởng là giải quyết cô ta ổn thỏa không ngờ lại ra nông nỗi này điều ông lo sợ nhất cuối cùng cũng đến thiên lan chính là người có thể tác động đến tất cả thành viên còn lại ngay cả khôi vĩ cũng không ngoại lệ nó không sợ bố nhưng lại sợ thiên lan ông phúc vào đến phòng khách gương mặt bơ phờ nhìn quanh, không nhìn thấy ai, liền khẩn trương chạy lên tầng ba. Tiếng khóc của khôi vĩ làm ông sững sờ, bước chân dừng lại ngoài cánh cửa. Chị, chị đừng đi. Cuối tuần chị về với nhóc, nhá, có chịu không? Không chịu, chị, chị ở với em, chị đừng đi. Em mà còn khóc, là chị bỏ mặc ở đây đấy. Thiên Lan đang sắp xếp quần áo, đợi ông Phúc về cô mới dọn đi. Từ chiều đến giờ khôi vĩ theo cô này nỉ, giọng nó khàn đặc, khóc xong rồi lại ho. Nhìn nó nhõng nhẽo như vậy, Thiên Lan lại cảm thấy mềm lòng. Nhưng để ở lại đây, trơ mắt nhìn mẹ mình cam chịu một cuộc sống như vậy, lại cô không làm được. Cô liếc mắt nhìn ra cửa, trở thấy ông Phúc, sự thất vọng nhanh chóng xuất hiện trong ánh mắt của cô. Thiền Lan Dượng, Dượng xin lỗi. Chúng ta có thể bình tĩnh nói chuyện có được không? Con đang rất bình tĩnh đây. Khôi Vĩ chạy tới nắm lấy cánh tay ông Phúc. Nó lắc lư và thút thít. Bố, bố bảo chị ở lại đi. Con không muốn xa chị. Ông Phúc lúc này khó xử. Nửa muốn làm theo lời con trai. Nửa lại thấy yêu cầu đó thật là quá đáng. Thiền Lan chủ động lên tiếng. Thái độ dành cho ông Phúc vẫn lịch sự cô nói thẳng con cảm ơn dượng trong thời gian qua đối xử rất tử tế với con và mẹ đã đến lúc con nên rời khỏi nơi này hy vọng dượng sẽ quan tâm đến khôi vĩ nhiều hơn nếu có thêm một đứa con mong dượng không để thằng bé phải chịu thiệt thòi thú thật với con dượng không có ý đón đứa bé kia về nhà dượng mua cho mỹ hoa một căn hộ mỗi tháng chu cấp cho cô ta một khoản tiền hai bên cũng thống nhất Đứa bé sau khi sinh ra Là do cô ta nuôi dưỡng Đứa bé không có tội dượng à Dượng nên có trách nhiệm với nó Về phần người phụ nữ kia Con không có gì để nói Dượng Dượng xin lỗi Dượng có làm gì sai với con đâu Nên không cần phải xin lỗi con Thiên Lan à Con không thể nào suy nghĩ lại sao Dượng sẽ bắt Mỹ Hoa phải cam kết Không tới đây làm phiền con và Thục Quyên chúng ta sẽ sống như trước chúng sống hòa thuận có được không con mẹ con từng tuổi này rồi thời gian còn lại phải để hưởng thụ một cuộc sống an nhàn vui vẻ không phải chịu được bất cứ một ấm ức nào dượng lấy gì đảm bảo người phụ nữ kia không tìm đến mẹ con gây sự chứ nếu như dượng có bản lĩnh thì hôm nay cô ta đã không xuất hiện con không căm ghét hay bất mãn gì với dượng con chỉ thấy thất vọng thôi khi những lời hứa một năm trước dượng nói với mẹ con dượng đã không thể nào thực hiện mong dượng hiểu thứ phá vỡ một gia đình chính là sự phản bội bà quyên đứng ở ngoài cửa vẻ mặt xúc động trước lời lẽ của con gái thiền làm rất ít khi bộc lộ tình cảm đối với bà nhưng trong lòng lại cực kỳ quan tâm đến người mẹ này ông phúc thì không nói được lời nào khôi vĩ lúc này cũng thả tay ông cúi đầu chạy về phòng đáng lý ra sau khi phát sinh quan hệ với mỹ hoa ông nên sớm nghĩ cách để giải quyết đằng này lại để đứa bé trong bụng của cô ta đến tận ba tháng vẫn không hay biết gì thiên lan nói chẳng sai là ông không có bản lĩnh nên mới để mỹ hoa tự tung tự tác sự vô trách nhiệm của ông ngày hôm nay đã khiến tất cả mọi người trong gia đình này bị ảnh hưởng sau cùng ông phúc phải cắn răng mỉm cười nói dượng tôn trọng quyết định của con cảm ơn dượng sau khi cùng hà việt từ thành phố trở về minh viên càng tìm cách gần gũi với anh hơn không ngại dính lấy anh như sam sáng nay hà việt cùng long xuống thị trấn minh viên cũng đi theo với lý do gần tới ngày cưới phải sắm sửa nhiều thứ bố mẹ minh viên chỉ có một đứa con gái nên rất cưng chiều từ thị trấn lên bàn mất 4 tiếng đồng hồ cũng không xa lắm nên sau khi cưới minh viên có thể về thăm gia đình bất cứ lúc nào hà việt vừa cùng với long vào sườn gỗ trời nắng nên minh viên ngồi trong xe đợi tiếng chuông điện thoại đâu đó vang lên cô nhìn quanh tìm kiếm hóa ra là điện thoại của hà việt để quên ở ghế lái chú ơi chú chị đi rồi tiếng khóc nức nở của khôi vĩ truyền tới minh viên nhíu mày thằng bé này lúc nào mở miệng ra cũng nhắc đến chị chị chính nó tạo cơ hội cho thiên lan và hà việt gặp nhau nhiều hơn vậy nên minh viên không hề mày may gì đến việt dỗ dành nó cô hững hờ đáp chú đang bận thế chị con đi đâu chị dọn ra ngoài rồi cô ta dọn ra ngoài thì liên quan gì đến chú khôi vĩ này con nên nhớ bây giờ chú đã có một cuộc sống riêng đừng có hễ một tí lại gọi điện con biết như vậy là làm phiền người khác lắm không thằng bé im lặng chỉ nghe tiếng nấc nghẹn vậy nhá không có gì thì cô cúp máy đây khôi vĩ thất vọng thả điện thoại xuống giường nó vừa trộm điện thoại của ông phúc để gọi cho hà việt nhưng lại không gặp được anh mình viền thở hắt ra một hơi cô có những ý định nảy sinh trong đầu, ngón tay linh hoạt lướt lướt đem điện thoại của Hà Việt kiểm tra xem anh và Thiên Lan có thường xuyên liên lạc với nhau hay không. Từ lúc quen nhau tới giờ, cả hai đều dành cho nhau sự tôn trọng nhất định, tỷ như sẽ không kiểm tra điện thoại hay đào sâu quá mức những chuyện trong quá khứ của đối phương. Vì vậy hành động của Minh Viên là lén lút, nhưng nhờ đó, cô ta mới phát hiện trong trái tim của Hà Việt vẫn luôn giữ hình bóng của thiên lan không chỉ một điện thoại của anh lưu lại rất nhiều hình ảnh chụp của cô vừa nhìn đã biết anh chụp lén ngọn tay mình viên dừng trước một bức ảnh vừa được lưu gần đây nhất cánh đồng hoa cải vàng rực trông thật là chói mắt cô phải thừa nhận một điều là thiên lan vẽ rất đẹp chân thật đến mức khiến cho người khác cảm thấy khó chịu Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 7 của câu chuyện Vượt giới yêu em được viết bởi tác giả An An. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Chúng ta chỉ còn có 2-3 tập truyện nữa thôi là kết thúc bộ truyện này rồi. Bà Tâm An rất vui bởi vì câu chuyện nội dung ngày hôm nay cho chúng ta biết về trái tim của cô gái tên là Thiên Lan. Lúc đầu thì Tâm An cứ tưởng rằng cô ấy bị bệnh, đúng không à, ạ, tâm lý bất ổn. Nhưng dần dần khi tiếp xúc Khi được mày mò tìm hiểu về cô ấy Thì chúng ta mới biết được rằng là Trái tim cô ấy vô cùng là cứng rắn và mạnh mẽ Lúc nào cũng tỏ ra yếu đuối vậy thôi Nhưng một mình cô lại vượt qua được tất cả Sống, ra sống và yêu hết mình Vậy thì sau khi mà nhận ra rằng trái tim của mình chỉ yêu Việt Cô phải làm sao đây? Anh có kết hôn với cô gái Tên là Vân Minh kia hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp Tập số 8 tâm an sẽ gửi tới cho quý vị vào trưa ngày mai quý vị cùng theo dõi và ủng hộ cho tâm an nhé còn bây giờ thì cho phép tâm an xin được chào tạm biệt tất cả quý vị chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui thật nhiều sức khỏe xin chào và hẹn gặp lại